sẽ xử lý đến các cái phép toán, phép cộng trừ nhân chia, các thứ các kiểu ở trong cái PHP này nó sẽ làm như nào. Thì đầu tiên là tạo ra cho tôi cái file index.php đi. Index.php. Được chưa? Tạo ra thư mục là 45 ấy. Được chưa? Ví dụ bây giờ tôi sẽ có một cái biến A nó bằng với 5. Biến B nó bằng với 9. Đúng chưa? Bây giờ phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia nó giống y xì kệt, giống như PHP, giống như JavaScript rồi. Chia lấy dư cũng giống luôn. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta tiến hành, tôi sẽ chỉ nói chúng ta về cái vấn đề là thứ nó khác thôi, đó là cái phép cộng ở trong PHP và phép cộng ở trong JavaScript nó khác nhau. Ví dụ như thế này. Các bạn coi nhé, cái số 9 này tôi đặt nó là chuỗi. Chuỗi 9 đúng không? String. Bây giờ tôi tiến hành là echo ra cái đô la A cộng với đô la B. Được chưa? Echo đô la A cộng đô la B. Đố các bạn bây giờ nó ra bao nhiêu? Giống như trong JavaScript, chuỗi cộng với mảng, chuỗi cộng với số thì ra gì? Ra chuỗi đúng không? Nếu mà như bình thường trong JavaScript nó sẽ ra cái này là 5, 9. Đúng chưa nhỉ? Nhưng mà trong PHP chúng ta khác. Localhost sược k bằng làm gì, k31 cái số b2 thầy viết theo tờ tuần này, thầy viết tờ tờ theo tuần này. Ok, tôi tờ mới chứ đừng viết tờ cũ. K31 B1 sược L B2 chứ, xin lỗi, B2 sược L45. Các bạn nhìn thấy nó ra bao nhiêu? 14 đúng không? Thế vậy thì ở đây nó lại không phải là khi mà chúng ta thực hiện phép cộng này, phép A cộng với B, A là số, B là chuỗi, cộng vào với nhau thì nó lại ra số đúng không? Không phải thế đâu nhá. Trong PHP nó phân biệt rõ ràng, rất rất là rõ ràng phép nào là phép cộng số học, phép nào là phép cộng chuỗi. Được chưa? Ví dụ như chúng ta thực hiện phép cộng này thì nó sẽ cố gắng ép tất cả các tham số của phép toán này về số. Bây giờ ép tất cả các cái phép toán này về số và thực hiện phép cộng số học. Được chưa nhỉ? Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn cộng chuỗi thì chúng ta thay cái dấu cộng này bằng cái dấu chấm thì nó sẽ ra là 59. Hiểu không Huy? Ông có nghe tôi nói gì đâu mà hiểu hẳn. Không phải tự nhiên tôi nhắc đến ông đâu. Tại sao sống kiểu gì lại cứ phải để người khác chú ý đến mình như vậy? Rất là bực mình luôn. Được chưa? Ở trong PHP thì nó phân biệt rất rõ ràng cái việc là cộng số học cũng như là cộng chuỗi. Ui sao không thấy trong mặt nó khổ sở kìa. Đang đẹp trai. Được chưa nhỉ? Đấy là hai cái sự khác nhau giữa chúng ta. Và cái phép cộng chuỗi này sau này cũng dùng rất là nhiều này. Nhưng cái gì liên quan đến cộng trừ nhân chia, cộng đặc biệt là cộng thì dùng rất là nhiều. Cho nên phải phân biệt được hai cái phép cộng này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, cái câu lệnh. Chúng ta có câu lệnh, các cái câu lệnh rẽ nhánh ở trong PHP thì nó giống hệt như các câu lệnh rẽ nhánh ở các ngôn ngữ khác, ví dụ như if. Thì chúng ta cũng if như thế này. Đóng mở ngoặc. Nếu mà biến A nó lớn hơn 5 thì hiển thị đây là ví dụ như echo ra đây là thì lớn hơn 5. Được chưa? Còn lại là else. Nếu mà không lớn hơn 5 thì chúng ta echo ra đây là số này không lớn hơn 5.
Ví dụ nó hơi ngu si tí nhưng mà tôi chỉ là giới thiệu chúng ta lại về cái if else thôi. Được chưa? Reload, số này không lớn hơn 5. Bây giờ chúng ta sửa lại cái số này thành số 4. À, số 9 thì nó sẽ là thì lớn hơn 5. Như vậy thôi. Kể cả switch case, switch case nó cũng có kết quả, có cái cách sử dụng tương tự như là ở trong JavaScript, nó không khác gì cả. Không khác gì cả. À, tiền về. Không phải là 110 thì làm gì ạ? 12 phút tức là gần 20.000 đấy. Đúng gần 30.000 chứ. 22.000. 27.000 đấy. Alo. 1 2 3 4 5 6. À? Tài khoản đấy hả? Tài khoản là Đông Nam. Nha. Được chưa? If else switch case không khác gì cả. Tuy nhiên cái sự khác ở đây á, nó khác ở chỗ khác. Nó khác ở cái việc là chúng ta với cái vấn đề là vòng lặp. Có nhớ vòng lặp có mấy loại vòng lặp không? Tiến. Mấy? Ba gồm vòng gì? While. Gì nữa? Do while. For. For có mấy loại? Một. Thật không? Sao? Cho cơ hội cuối cùng không lại lại nộp tiền này này. Giờ tôi chán phạt chống đẩy rồi. Vẫn anh đi thu tiền đây. Nhanh nhanh khẩn trương. Tôi phải nhìn thấy tiền tươi thóc thật. Lúc nãy 7 người mỗi người 15.000. À, thắng là 27.000. Mỗi phút 1.000. Cứ thế mà quy ra, phải chưa? Bây giờ tôi kiểm tra những cái câu hỏi kiến thức cũ ông trả lời được. Mỗi câu 5.000. Bài tập tôi kiểm tra đột xuất không làm, mỗi bài 10.000. Cứ thế mà tính ra tiền. À, cục tiền to. À không phải. Thầy của lớp bên kia. Phải chưa? Không có tiền nộp tôi sẽ cho vay nặng lãi. Hôm sau tôi chỉ lấy lãi 5.000 thôi. Làm gì? Thu tiền, khẩn trương. Thu tiền là dưa là câu hỏi Nhanh, đi thu hết một lượt cho tôi, khẩn trương, ghi vào sổ. Đâu thầy, ai lập tiền, ký tên. Đúng rồi, phải ký tên nữa. Thế nên là những cái thằng ví dụ kiểu dạng thằng Huy này là một mỏ vàng của lớp này. Không biết cái gì là mỏ vàng rồi này. Cứ chịu khó khai thác, chịu khó đào rất là nhiều tiền. Nào. Thu tiền là tiền, thật chưa? Thế là tốt. Không ăn đỡ tiểu đường. Ông cứ nộp tiền đi, nếu ông thiếu tiền tí tôi cho ông vay. Cứ nộp đủ đi. Nếu mà tí nữa thiếu tiền ăn thì bảo tôi cho vay. Tôi rất nhiều tiền. Mang vào phòng chị Hồng đổi. Thế mà nó kêu là có 30.000. Thằng này lươn lẹo à? Đi vào phòng trong kia đổi. Bao giờ có 27.000 vào đây nộp thì quay lại đây.
Không thì thôi. Sao? Minh? Có bao nhiêu vòng lặp, loại vòng lặp? For có mấy loại? Chuẩn bị có 5.000 Vân Anh ơi. Mấy loại? For tiến và for lùi. 5.000 lần thứ nhất. Loại vòng lặp gì nữa? Quay rồi. Gì nữa? 5.000 lần thứ hai. Khẩn trương. Chẳng mấy mà đủ tiền đi nhậu mà. Cứ đúng 500.000 là lại tổ chức đi nhậu lần. Đu quay. Đúng không? Rồi, 10.000. Tiền kiếm dễ thật. Vân Anh có thấy kiếm tiền dễ không? Hả? Kiếm cái nghề mà kiếm tiền dễ nhất và nhàn nhất đó là nghề lớp trưởng. Đúng không? Thu tiền nha anh, khẩn trương. Có một con nợ ở đây rồi, cứ thế mà thu thôi. Rồi. Chúng ta có 3 loại vòng lặp. Và vòng for nó chia ra làm 2 loại. Thì chúng ta có vòng lặp while. Điều kiện ở đây, ví dụ chúng ta có điều kiện là nếu mà chúng ta có một cái biến đô la y bằng 0. Chúng ta có điều kiện là đô la y nhỏ hơn đô la a. Nếu mà giá trị của y còn nhỏ hơn giá trị của a thì vòng lặp làm sao? Lại không có tiền lẻ à? Đi đổi. Khẩn trương. Đưa đây. Đấy, đổi cho thằng béo đấy. Không có thì không được vào lớp. Mày tranh thủ xuống mua ngay cái bánh mì. Tự giết mình thôi. Y y nhỏ hơn a, đúng chưa? Thì chúng ta có thể là echo ra đây là một cái biến, một cái đô la y ở đây, đô la y ở đây chẳng hạn, và cộng thêm cái biến br, cái thẻ br của html. Sau đó là đô la y cộng cộng lên để cộng thêm giá trị. Và nó cứ thế nó chạy. Đây là loại vòng lặp thứ nhất, vòng lặp y. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có cái gì? Ngồi dưới anh Huy à? Bây giờ kết quả sẽ ra cái gì? Từ 1 đến mấy? Từ 0 đến 2. Lại từ từ. Từ 0 đến 8. Được chưa? Đây là loại vòng lặp đầu tiên. Tôi sẽ comment vào đây để chúng ta về chúng ta có cái xem. Loại vòng lặp thứ hai là vòng lặp do. Mở ngoặc như này. Thì ở đây tôi cũng echo ra như này, echo và y. Kết quả tương tự thôi. Ở đây chúng ta sẽ có y đô la y nhỏ hơn đô la a. Như này. Thì kết quả ở đây là bao nhiêu? Kết quả ở đây là gì? Ngồi bên cạnh nào. Kết quả tương tự à?
Hả? Nên nếu mà tôi để ở đây là y này nó lại bằng 10 thì sao? Kết quả là gì? Không à? Không lần thứ nhất. Hả? Kết quả là gì? Hả? Ờ đúng rồi, kết quả là 10. Bởi vì nó không thỏa mãn điều kiện, nó vẫn chạy lần đầu tiên đã, xong nó mới kiểm tra điều kiện sau. Được chưa? Rồi tiếp theo, loại vòng lặp thứ 3. 3.1, chúng ta có vòng for. Đô la y bằng 0, đô la y nhỏ hơn, ví dụ đô la a, chúng ta sẽ có là cái echo vứt ra đây, echo đô la y br này khá là ngắn gọn. Rồi chúng ta chạy thì kết quả nó sẽ ra cái gì nào? Vân Anh, thu tiền của Vân Anh đây nào. Cái này nó sẽ ra hiển thị như nào? Là gì? Nhanh. Đọc cốt là phải dịch được. Sao? Có dịch được không? Có thì gật, không có thì lắc. Đỡ phải nói. Sao? Ghi vào sổ 5 cành. Nghĩa, à Minh, kết quả của phép này. Nó không khác gì so với vòng for ở bên kia cả. Ghi sổ nhanh lên. Khẩn trương. Không ra cái gì á? Rồi ok, 5.000 lần thứ hai. Người thứ hai 5.000. Hùng. Từ 0 đến 8. Chính xác. Cốt chạy rồi đúng không? Sao? Tại sao mình không trả lời được? Tại sao không ra cái gì? Y bằng mấy? Tại sao y lại bằng 10? Có nhìn thấy đâu gán lại y không? Gán lại y bằng 0 đây. Y nhỏ hơn a, a bằng 9. Đúng chưa? Và y cộng cộng sau mỗi một vòng như này. Rồi, thu tiền khẩn trương. Lại đi mua bánh mì à? Tiếp. Vòng for tiếp theo. Y bằng A. Y lớn hơn hoặc bằng 0. Y trừ trừ. Để xem hôm nay thu nhập của cái lớp này được bao tiền. Đạt. Không cốt kiếp gì cả. Dịch cho tôi. Thằng Hùng gấp máy xuống. Từ máy cho đến máy. Mày thò tay vào cái máy đấy, mày tự nộp tiền nhá. Đừng có ngồi đây mà đợi cứu nó, không cứu đâu. Dịch từng dòng một, 8 là sai rồi.
tìm cho nó trả lời. Vì sao? A bằng mấy? A bằng 9. Cái gì mà test y bằng 10? Nhảm nhí cái gì đấy? SA nào? Nhỏ hơn 10. Ở đâu ra? Gì ông làm nhảm gì ấy? Chẳng hiểu ông nói cái gì cả. 5.000. Giải thích cho tử tế mà không mất tiền đây này. Không nói được là không hiểu được. Tâm, giải thích cho tôi logic của cái đoạn này. Tại sao lại từ chạy từ 9 về 0? Không. Vân Anh ghi thằng Đạt vào, chuẩn bị thu tiền. Hả? À? Sẽ có chính sách gỡ tiền. Nhưng mà thậm chí là thưởng tiền luôn. Cái gì vậy? Để im trong tâm nó nói nào. Nhanh đây nào. Đúng rồi, đô la A bằng đô la Y. 10 là lớn nhất. Bắt từ 10. 10 đâu ấy? Ông chém ở đâu ra cái số 10 ấy? Chết rồi, cốt giờ không đọc được nữa rồi. SI là SI là cái gì? Cái gì? Cái gì mà chạy ngược lại? Nó chạy cái gì? Hả? Cái gì mà về không? Nào, đọc chậm thôi nào. Từ đây, đây là cái gì? Đây là cái ý nghĩa của đoạn này là gì? Tôi thu tiền của ông, tôi chẳng đem, tôi thẳng chẳng thêm thu nhập của tôi cái đồng nào đâu. Tôi chỉ hiểu mong làm sao ông giải thích được cho tôi thôi. Ngồi trên ngân, cái đoạn tôi đang bôi đen ý nghĩa là gì? Điều kiện. Làm nhì nhảm nhí cái gì đấy? Dịch cho tôi cái đoạn này ý nghĩa là gì? Biến y bằng biến a là như nào? Làm gì có cái dấu bằng này đâu, có phải là bằng. Dấu bằng là phép gì? Ở phép gán. Bằng là bằng như nào? Thằng nào bằng thằng nào? Một thằng bằng 9, một thằng bằng 10. Tóm lại là thằng nào bằng thằng nào? Gắn biến y bằng biến a là như nào? Nhanh lên, khẩn trương. Gắn biến y bằng 9, tại sao? Tại vì biến a bằng 9 thì biến y bằng 9. Thế bây giờ gắn biến a cho biến y, gắn biến y cho biến a thì cũng bằng 10 à? Hả? Sao?
Sao? Trả lời. Đúng rồi, ok, ghi nhận là đến sau cái câu lệnh này biến y bằng 9. Nhưng mà vì sao nó bằng 9? Cái câu lệnh này là đúng là như bạn nói là gán cái giá trị cho biến y. Y nó là một cái đại lượng, y nó là một cái cốc chẳng hạn. Bây giờ chúng ta đổ thêm nước vào hoặc là bớt nước đi của nó, thì chúng ta ở đây cái biến y sẽ được gán bằng giá trị của biến a. Cái quan trọng nhất là cái phần là bằng giá trị của cái biến a ấy. Hiểu chưa? Đến lúc này chạy xong câu lệnh này thì giá trị của y sẽ bằng bằng mấy? 9. Tiếp theo kiểm tra điều kiện, nếu mà y, nếu mà giá trị của y còn đang lớn hơn hoặc bằng 0 thì ai bảo giảm? Thì thực hiện câu lệnh trong này. Thực hiện câu lệnh trong này. Sau đó thực hiện xong thì mới giảm giá trị của y đi một đơn vị. Rồi lại chạy vòng ngược lại cái điều kiện ở giữa đây một lần nữa. Đến lúc đấy vòng lặp thứ hai là y bằng bằng mấy? 8. 8 vẫn lớn hơn 0. Lại chạy rồi lại trừ 7 6 5 4 3 2 1 0. Chạy một lần nữa và trừ trừ y đi một phát nữa là bằng -1. Sau đó mới kiểm tra lần nữa là lúc này y bằng -1 không thỏa mãn cái điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 0 nữa rồi. Cho nên nó sẽ không chạy cái lệnh ở trong này mà chạy xuống tiếp dòng tiếp theo. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của vòng for. Có học hành gì đâu. Ghi vào đi thu tiền cả trường nhanh lên. Bên này. Ngân không phải thu. Bên này nó thiếu gì tiền lẻ? Tôi còn không có tiền ăn sáng này. Thế nên tôi có dám dậy sai không? Nhiều tiền thì có nghĩa là dám ăn sáng à? À đúng rồi. Rồi, đấy là vòng lặp. Tuy nhiên, cái vòng lặp này sẽ áp dụng được. Ví dụ chúng ta sẽ mở rộng nó ra trong cái việc lập trình của mình. Ví dụ chúng ta có một cái mảng $ARR bằng một cái mảng ví dụ như kiểu là 3 4 4 3 2 6 8 3 4 0 3 3 5 3 2 gì đấy. Đây là một cái mảng đúng không? Hôm trước tôi dạy chúng ta là đây là tạo ra một cái mảng đúng không, gồm các phần tử như thế này. Bây giờ chúng ta xem là các cái mảng này nó cấu tạo bởi như thế nào nhá. Viết xong thì đã, không nhất thiết phải viết mảng giống như tôi đâu, viết mảng bừa cũng được, tùy các bạn thích viết kiểu gì thì viết, chứ không nhất thiết là phải viết như tôi đâu. Các giá trị không cần thiết phải giống tôi, các bạn viết mảng 3 phần tử cũng được, chẳng sao. Đâu sao? Em không chạy được. Không chạy là không chạy. Chạy sao nhờ?
đây đúng không? Chứ không phải báo cho mày quật nó lên chứ. Không thì nó biết là nó chạy cái gì. Đây à? Chứ biết là có lỗi gì không? Chẳng nên bắt gì ở đây. Lỗi gì? Tôi sẽ trả cho ông 5.000. Ông lấy cái điều kiện gì mà tôi tin ông sẽ hướng dẫn được thằng Minh này? Vân Anh xuất tiền cho ông Hùng 5.000 nhanh. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có thể là theo dõi được cái mảng này chúng ta hiện tại có những cái phần tử gì bằng cách như sau. Chúng ta không echo được đâu nhá, lưu ý này, không echo được. Bao giờ cài xong thì mày mới được nhá, còn mày mà không xong thì mày chết cái đòn. Thu lại 15.000 đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta có thể xem được cái các phần tử nằm trong cái mảng này bằng không thể dùng echo được nhá. Chúng ta không thể dùng echo được. Được chưa? Echo các bạn lưu ý này. Thằng Huy ra tát vào mồm cho nó một cái của tôi cái mất trật tự quá. Trường khác thì trường khác, không thể vô ý thức như vậy được. Nào, cái echo ấy, lưu ý cái echo nó chỉ có tác dụng hiển thị giá trị của biến theo dạng là string hoặc number thôi, boolean, tức là những cái tập giá trị nhỏ hơn string, được chưa? Những cái dạng text, dạng số, dạng đúng sai, dạng null thì hiển thị được, null không hiển thị được luôn, được chưa? Những cái gì mà có thể là đọc một phát thấy ngay giá trị, đọc phát thấy ngay string, number, boolean thì hiển thị được. Nhưng mà đặc biệt với cái dạng kiểu là object, mấy nữa các bạn sẽ được học object là đối tượng ấy, dạng đối tượng và dạng dạng mảng thì nó không hiển thị được. Đây. Thấy không? Array to string conversion. Tức là nó cố gắng nó ép kiểu cái mảng này về kiểu chuỗi, tức là ký tự ấy. Nhưng mà nó không ép được. Cho nên nó sẽ báo lỗi ở đây. Báo lỗi ở dòng index, lỗi ở file index.php dòng 20. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta là thế làm sao để kiểm tra được trong cái mảng này có những phần tử gì? Thì chúng ta phải sử dụng một cái hàm khác so với cái hàm echo này thì chúng ta mới hiển thị được nó. Tôi sẽ sử dụng hàm là va đăm thì mới kiểm tra được giá trị của cái hàm echo này, của cái mảng này. Được chưa? Reload. Chúng ta nhìn thấy gì đây? Trong mảng này, cái phần tử này, trong cái phần tử ARR này, nó là kiểu dữ liệu gì? Kiểu dữ liệu gì đây? Array đúng không? Là mảng đúng không? Mảng này có 8 phần tử.
chạy từ 0 cho đến 7. Được chưa? Đấy. Thì đấy nó là cái tác dụng của cái hàm va đăng. Va là viết tắt của từ variable, đăng là đăng đi, là hiển thị chi tiết các cái, chi tiết một biến ra ngoài, bao gồm kiểu dữ liệu và các phần tử nằm trong. Nếu mà string thì nó sẽ viết thẳng là string độ dài của ký tự và text của ký tự đấy nó chứa. Đấy là cái hàm va đăng. Đấy thì đã chưa? Rồi ok, có không giống tôi nhưng mà không sao, biết là nó ra đúng không? Đã chưa? Cái gì? Tức là muốn hiển thị dọc cái gì? Sao này? Lỗi kìa, lỗi dọc số 9 kìa. Hỏi cái cô đi, comment vào, cô xóa đi được. Xóa hết. Xóa hết cả dòng đi. Ctrl X. Ctrl X xếp xuống. Tao kêu reload. Được chưa? Tăng được chưa? Nếu mà bạn nào không hiển thị được giống tôi á, tức là muốn hiển thị dọc cái gì, không hiển thị được cái gì, thì viết vào đây. Echo ra cái string là pre. Pre. Sau đó vây va đăng. Cái thẻ pre ấy. Rõ. String. Được chưa? Echo cái pre ra. Sau đó vây va đăng. Pre tag đóng xóa các bạn xong đừng phải xóa hết cái dấu đóng hoặc bây giờ nữa xóa cái nữa rồi ra ngoài chứng khỏe xem xuống ra chưa được chưa rồi đấy là cách chúng ta lấy giá trị của một mảng ra ngoài. Tuy nhiên cái thằng PHP nó có một cái dở hơi, đó là chúng ta không dừng lại được giữa chừng. Ví dụ như tôi sẽ có một cái đoạn vòng for ở dưới này nữa. Ví dụ có vòng for ở đây nữa thì sao? Các bạn sẽ hỏi. Vừa va đâm lại còn vừa chạy cái vòng for đúng không? Đúng chưa? Sau này các bạn đừng nghĩ là cái trang web của chúng ta ngắn có bằng này dòng nhá. Nó rất là dài xuống dưới. Hiểu không? Nó rất là dài xuống dưới, cho nên nó sẽ xảy ra cái tình trạng là chúng ta không biết chúng ta đang ở đâu. Đúng chưa? Thường thường thế cho nên là tôi nổi tiếng với cái từ là đam đai. Thì chúng ta sẽ là, các bạn để ý này, va đam xong rồi tôi đai luôn ở đây. Đai là chết đấy, đai luôn ở đây. Được chưa? Thì các bạn coi. Nó không chạy cái đoạn dưới, nó dừng ở cái chỗ mà tôi đai luôn. Cho nên là tôi muốn kiểm tra cái biến nào, giá trị bao nhiêu thì tôi thường là va đâm tại cái ngay ở cái dòng nào tôi thích thì tôi va đâm ra xong tôi đai luôn cái kế tiếp để nó không chạy cô lệnh tiếp theo chứ nó không có nó cũng có debug nhưng mà setup debug nó làm cái này là nhanh nhất. Tất nhiên là mấy cái các bạn làm debug trong PHP. Được chưa? Trước giờ là chúng ta học được biến này, kiểu dữ liệu này, mảng này, echo này, va đâm này và đai này. Được chưa? Rồi xong, bây giờ chúng ta để ý này, cái mảng của chúng ta cấu thành bởi các cái gì index. Đây là người ta cái gọi cái ở bên tay trái nhá. Các bạn lưu ý ở bên tay trái thì người ta gọi là key. Được chưa? Key. Còn bên tay phải là value.
của một phần tử nằm trong mạng. Bây giờ nhớ nhá, bên này là key, bên này là value. Bây giờ key value, key value. Kể cả chẳng qua là ở trong cái mạng này của chúng ta, key nó là đóng vai trò là cái những con số index bắt đầu từ số 0 cho đến số lớn nhất, đúng không? Đúng nhỉ? Còn ở bên tay trái này là chúng, ở bên tay phải chúng ta không cần quan tâm giá trị của nó là cái gì cũng được, kể cả tôi viết vào đây là text cũng được, chẳng ai cấm tôi cả. Đây là T3H này, chẳng ai cấm cả, được phép đúng không? Bởi bản chất của mạng nó có thể chứa tất cả những cái thể loại khác, được chưa? Rồi tiếp theo, đây là loại mảng cơ bản ở trong ở trong PHP. Thế với loại mảng không cơ bản thì như nào? Chúng ta để ý này. Chưa hết, trước khi vào cái loại mảng kia, tôi muốn lấy ra phần tử cái T3H này, tôi lấy ra kiểu gì? Lấy cái T3H này ra kiểu gì? Tiến, hình như hôm trước vừa hỏi cái này rồi. Và đăng ARR rồi. Ngoặc gì? Ngoặc vuông. Năm. Đúng không? Chắc chưa? Chắc rồi. Rồi ok. Chúng ta lấy ra phần tử bằng ARR ở và cái số cái key, key ở đây là số đúng không? Thì chúng ta viết thẳng số ở đây là xong. Được chưa? Tuy nhiên nếu mà tôi làm một cái mảng ví dụ đô la ARR 2 bằng như này, ở đây tôi sẽ có name bằng Vân Anh, age bằng 80 tuổi, hôm sau quê Vân Anh ở đâu hả? Vĩnh Phúc. Thì chúng ta bây giờ tiến hành va đam nhá, va đam cái trước cái ARR2 nhá, xem nó như thế nào. Va đam cái ARR2 và đây viết đi, xong rồi va đam ra đi. Hôm nay người kia đi đổi tiền mà làm gì mà lâu vậy? Chán thôi. Đã ăn nốt bánh cái đồ về. Đi đấy. 1 4 5 nào vậy? Nào. Mở cái này ra coi nào. Đây là L. Em không biết chỗ nào. L 4 5 mà. Đây này, unexpected end of file này, ở inpec.pp dòng 24 này mở ra. Rồi đến xem nào. Cái đóng của vòng, sau này vòng for nằm trong vòng for này, anh chơi cái khánh này. Thôi thằng này học rồi. Chuẩn bị thu thêm nhiều tiền nha Vân Anh nhá. Thằng hôm sửa nói đi xem nào. Bây giờ vadam ra cái này nó ra cái gì? Name bằng Vân Anh đúng không? Bây giờ chúng ta để ý nhá. Nếu tôi nói cái bên tay trái, bên tay trái là cái gì? Key đúng không? Nơi key nó là số đúng không? Bây giờ key nó là gì? Chữ. Đúng nhá? Key nó là chữ. Xong chưa? Còn value thì chúng ta kệ nó, không quan tâm. Đúng chưa? Thế vậy thì với cái kiểu key và vali như thế này, bây giờ tôi muốn lấy ra cái chữ Vĩnh Phúc này làm nào? Giống như lúc nãy thôi. Thứ nhất, để lấy được phần tử thì chúng ta phải có dấu gì? Có vuông. Xong. Bây giờ cái Vĩnh Phúc này tương đương với cái key là gì? Hôm sau, đúng không? Thì chúng ta phải viết vào đây cái chữ là hôm sau. Xếp xuống. Chính xác chưa? Đúng chưa?
Đố chúng ta nếu mà tôi hôm cách thao có chạy không? Vì sao không? Hả? Tại sao lại không nhận dấu cách? Cách thì cách cả hai đúng không? Đúng nhá. Vẫn chạy bình thường chứ không phải là không chạy nhá. Thằng này có vẻ muốn gỡ tiền đấy. Được chưa? Rồi trả lại cái hôm sau không có cách đi. Tôi chỉ test vậy thôi. Để sau này nhớ qua đi mà cãi nhau với đứa khác ấy, bảo là nó lại bảo là cái key này được phép là không được phép viết dấu cách. Chị oánh bỏ mẹ đi. Không chưa? Thế rồi, ok. Bây giờ đây là cái loại mảng thứ hai của chúng ta. Loại mảng có key và value và chữ, đúng không? Key là chữ. Thế nếu mà như thế này, tôi viết cái câu lệnh này, đố các bạn có chạy được không? Sao hai thằng kia lâu nhỉ? Đứa nào đi gọi nó về cơ nào? Gọi điện. Ai có số của thắng thì gọi đi nào. Rồi chúng ta có for y bằng cao của đô la ARR, y lớn hơn bằng 0, cao ARR trừ 1, y lớn hơn hoặc bằng 0, y nhỏ, y trừ trừ, echo ra cái ARR ở phần tử thứ đô la y. Này có chạy không đã? Làm sao nó làm gì ấy? Nó đi được gần một tiếng rồi đấy. Nào, tiếp tục, bây giờ có gì? Bây giờ nếu mà chạy câu lệnh này thì chúng ta ra cái gì? Cái cao này giống như cái len nhé các bạn nhá. Đây là hàm, được chưa? Cái cao này nó giống cái len ở trong JavaScript ấy. Nha, bây giờ chạy ra cái này ra cái gì? Nào mặt sẹo à, để thu tiền nhá. Thằng mặt sẹo tên là gì? Minh. Hả? Minh. Nghĩa à? Minh. Minh à? Lớp này lắm Minh thế. À, gọi là Minh sẹo. Minh tổ lái. Minh tổ. Được. Không ra cái gì hả? Tại sao lại không ra? À để ý này, tôi giải thích cho ông nhá. Thứ nhất, cái cao của ARR. Còn nhớ cái len ở trong array, ở trong PHP array không? Ở trong là trong JavaScript array không? Đếm độ dài đúng không? Thì cái này nó tương tự. Được chưa? Bây giờ cái này nó bằng mấy? Bằng mấy? Đếm đi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 của tôi cơ mà.
8 chứ. Đây bằng 8 đúng không? Cái đoạn này bằng 8 đúng không? 8 trừ 1 bằng mấy? 7 đúng không? Thế vậy thì y được gắn giá trị bằng 7. Xong chưa? 7 có lớn hơn 0 không? Có đúng không? Thì chạy câu lệnh này đúng không? ARR tức là cái này này, cái này này. Được chưa? Ở phần tử thứ mấy? 7 hiển thị giá trị có không? Giá trị của phần tử thứ 7 có không? Có, thế tại sao lại bảo không ra cái gì? Bố láo. Cái gì mà từ 8 đến 1? Nào, hiển thị giá trị ngược lại từ index số 7 về số 0. Rột nạt quá thể. Đây, lúc này đăng đài đây chẳng không ra cái gì. Đây này. Sao? Chạy chưa? Ờ? Rồi, may chung là ông có sẹo thì tha rồi không thu tiền của ông nhá. Rồi, chạy rồi đúng không? Tuy nhiên, nào, tập trung vào đây, cái này mới quan trọng này. Cái vấn đề này không phải là vấn đề khó, chuyện bình thường. Đây mới là vấn đề quan trọng này. Nếu tôi làm như này thì sao? Không chạy. Vì sao không chạy? Kỳ nó khác. À, có ai phát biểu cho tôi được cái này thưởng 5.000 à? Phạt 5.000 thì bây giờ lại thưởng 5.000 thôi. Làm sao thuyết phục được cho các bạn khác hiểu? Thì tôi sẽ trả được 5.000, trả công luôn. Sao phần trước lại dịch lại thôi. Nào, y bằng bao nhiêu? Bằng 2 đúng không? Rồi, tiếp. Y làm sao nữa? Lớn hơn không đúng không? 2 ý nghĩa là lớn không rồi. Rồi, echo ra cái gì? ARR2 ở vị trí hay còn gọi là key bằng bao nhiêu? 2. Trong này có key nào bằng 2 không? Không có. Vậy thì nó sẽ báo lỗi chắc luôn. Quá dễ luôn. 5.000 trong tầm tay. Thế mà không thảo vớ được. Tiêu không. Thế vậy làm sao để xử lý được cái vấn đề cái mảng kiểu dạng key value là text như này để lấy được các phần tử lần lượt các phần tử của nó ra ngoài thì chúng ta xử lý kiểu gì trong PHP? Trong PHP nó có một cái hàm, trong PHP nó có một cái vòng for nữa khác so với các cái vòng for mà chúng ta vừa vòng lặp mà chúng ta vừa mới học. Chúng ta có vòng for each. For each. Chúng ta có ARR2 S key value. Ở trong này tôi sẽ echo ra đây là một cái string bao gồm là $key --- $value và cộng với thêm một cái br. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ xem nó thành cái gì. Viết đi cho xong đi.
Được chưa? Xong đến đây chưa? Trai. Thấy gì? Bên này là cái gì? Kỳ. Bên này là value đúng không? Tương đương với cái việc ở đây chúng ta có vòng lặp for x, được chưa? Thì chúng ta có gì? Tham số đầu tiên là cái mảng, xong chưa? Tiếp theo s key, đây là cái tương đương với giá trị của cái bên này này, cái key này của từng phần tử một. Các ông đi đâu mà kinh khủng thế? Ăn sáng à? Nãy giờ nó đi bao nhiêu phút rồi? Không, này không ăn không đổi được, vào quán nào cũng bảo không có tiền nẻ đâu. Một thằng ăn thôi. Mỗi mình nên đổi được đấy. Hẳn là phải ăn sáng cơ mà. Ông có thể ra hàng tạp hóa mà. Không thì lên xe buýt. Đúng. Đi vào. Đi bến đấy. Đi hết có 7.000 như thế này. Yên tâm thì lúc đấy là sẽ cho một cục tiền 1.000. Thì gìn giữ cho muôn đời sau. Tiêu dần. Đi nữa lắm. Ăn tiền đi đọc phá. Em nhanh tiền lệ đọc phá. Bọn này rất giàu nhá. Thằng nào cầm trong người được 500. Thằng này còn hẳn 1 triệu cơ mà. Đấy, thế mà nó kể than nghèo kể khổ. Nó có 30.000 thôi. Kinh nhờ. Nó phọt ra 2 củ rưỡi. Thế cơ mà. Rồi, ở đây chúng ta có vòng lặp. Vòng lặp for x. Kiến thức không kịp, tự lo đấy. Đấy là vấn đề của không? For x, đúng nhá. Ở đây là mảng. Ở đây là cái key tương ứng với cái vòng lặp đầu tiên thì chạy vào cái name này. Value tương ứng với cái đoạn Vân Anh này. Được chưa? Key và value chạy từng phần tử một. Nó sẽ lấy ra key của phần tử và value của phần tử. Được chưa? Đây và đây là cái các cái biến. Chúng ta có thể là tạo các cái biến khác. Tùy. Tôi thích đỡ phải viết key. Tôi biết đây là K. Đây là V cũng được. Cũng được. Thì đây tôi sửa là K và V. Xong. Reload, đấy. Kết quả như nhau. Được chưa? Hay thậm chí tôi vứt bố cái ca này đi cũng được. Tôi dùng mỗi cái về thôi. Bởi vì nhiều khi tôi chỉ cần quan tâm đến giá trị đúng không? Tôi không quan tâm đến cái key là cái gì cả. Vẫn chạy bình thường. Được chưa? Đấy là cái tác dụng của cái for x. Chạy rất nhanh. Và cái ARR1 này của tôi chạy cũng được luôn. Đúng không? Vẫn chạy được một cách bình thường. Đây là cái for x ở trong PHP. Xong nhá. Giới thiệu thêm một loại vòng for nữa. Tuy nhiên, cái vòng for này dùng cũng không phải là nó toàn năng đâu nhá.
Ví dụ như vòng for kia của chúng ta thì chúng ta có thể thay đổi các cái phần, các cái giá trị của các cái phần tử đúng không? Như vòng for này chúng ta trong vòng lặp for đang chạy chúng ta không thể thay đổi được giá trị của các phần tử. Đặc biệt là khi xóa. Được chưa? Ví dụ chúng ta ở trong cái vòng này, ở đây là cái tôi muốn xóa phần tử ở đây đi đúng không? Xóa phần tử số 6 đi chẳng hạn. Thì khi mà vòng lặp for x này đang chạy tôi không xóa được ngang chừng đâu nhé. Không được phép xóa ngang chừng và nó cũng không xóa được. Được chưa? Kể cả thằng này cũng vậy, chúng ta không xóa được. Được chưa? Ở trong JavaScript để xóa một phần tử chúng ta dùng hàm gì? Tiền đây rồi. Hàm gì? Hả? Remove hả? Remove thì làm sao, nó ảnh hưởng đến cái gì? Delete. Thằng nào vừa remove? Thế remove và delete thì là cái nào đúng? Hàm delete đúng. Nào. Xóa phần tử trong mảng. Nếu mà mảng in à, mảng có key là các số thì chúng ta trong JavaScript dùng delete hoặc là arr chấm splice. Được chưa? Chấm splice. Ở trong cái PHP này cũng thế, cũng dùng splice. Splice arr gạch dưới splice. Được chưa? Đúng rồi, like. Được chưa? Splice. Và chúng ta có thêm hàm unset. Bây giờ ví dụ tôi muốn xóa cái phần tử h ở trong cái mảng arr2 này đi. Tôi viết vào đây nhá. Được chưa? Các bạn coi này. Tôi sẽ tiến hành là unset arr2 phần tử là h. Đúng chưa? Sau đó tôi lại thực hiện một cái for x nữa. Đúng chưa? Ở đây tôi tiến hành echo ra một cái đoạn text như này để ngăn cách hai cái vòng for với nhau. Đúng chưa? Chạy. Đây đây, Vân Anh ở đây. Còn Vân Anh và Vĩnh Phúc đúng không? H đã bị mất đi. Được chưa? Đây, nhìn này cho nó rõ. Xong chưa? Đấy là những cái warning chúng ta về những về vòng lặp và về mạng. Chúng ta còn nhớ những cái hàm có sẵn ở trong JavaScript không? Người ta gọi là hàm built-in ấy. Xong chưa? Xong đến đây chưa? Có gì thắc mắc không? Sẽ đến bài tập. Bài tập khá khoai. Ơ à gì? Chẳng có cái gì mà phải ơ à. Phải làm bài khoai thì sau này mới có chỗ đứng được. Không làm bài khoai thì dẹp đi, khỏi đi học nữa. Ví dụ tôi sẽ có như sau. Tạo một file tên là bt1.php. Trong cái bt1 này tôi code html thôi. Tôi sẽ có ở đây là input type bằng text, có name bằng arr đóng ở ngoặc vuông. Các bạn nhìn thấy cái gì? Arr đóng ở ngoặc vuông thì sao? Nó là theo dạng gì? Điển số. Cái này là biểu trưng cho cái gì? Biểu trưng cho cái gì? Giá trị. Tôi chỉ hỏi là cái đóng ở ngoặc vuông này là biểu trưng cho cái gì? Mảng. Được chưa?
Bây giờ các bạn coi này. Duplicate nó lên. Tôi cho nó vào cái form action là bt1 submit.php method post và method get cũng được. Method get cũng được. Và tôi nhét cái đống input này vào. Sau đó tôi sẽ có cái button file bằng submit. Đây là lưu. Và tôi sẽ tiến hành chạy. Cái này là file gì nhỉ? bt1.php đúng không? Đi chưa? Là một dãy input cộng với một loop lưu. Lưu. Chúng ta nhìn thấy gì đây? Cứ arr gì gì đấy đúng không? Và bằng giá trị đúng không? Được chưa? Và nó sinh ra cái not found bởi vì nó không có bt1 submit đúng không? Bây giờ chúng ta tạo ra cái file này. Tạo ra cái file bt1.submit. Cứ xem đã, chưa cần phải làm cùng đâu. Cái này tí nữa sẽ đẩy code lên trên GitHub. Được chưa? Sau chúng ta coi này. Tôi code PHP ở đây. Tôi có biến là arr bằng đô la. Lấy cái dữ liệu ở trên URL thì sử dụng cái gì? Đô la gạch dưới get arr và varam ra arr. Nhìn thấy gì? Cái biến arr của tôi nó bằng đô la get arr đúng không? Arr này nó là ở trên URL này. Cái phần trăm 5B và phần trăm 5D này nó tương đương với cái dấu này này. Bây giờ kể cả tôi có sửa nó đi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nó tương đương với cái dấu này này. Thấy chưa? Có đúng là cái name không? Đúng là cái name của nó đúng không? Đây. Kết quả như nhau đúng không? Đúng nhá. Thì kết quả nó như nhau cho nên ở đây tôi sẽ lấy ra bằng cái arr đô la get arr. Được chưa? Thì nó sẽ thu thập lại tất cả những cái dữ liệu ở dưới những cái input kia cho tôi thành một cái phần tử nằm trong cái mạng. Và tôi ở đây tôi va đam ra cái arr này, các bạn nhìn thấy nó là cái gì? Mạng, lấy được mạng từ form submit luôn. Đúng chưa? Đúng không? Rồi, thì bây giờ yêu cầu như sau, tôi sẽ đẩy code lên. Và yêu cầu như sau. Các bạn phải làm lại cho tôi cái giao diện này. Được chưa? Làm lại cho tôi cái giao diện này. Bây giờ tôi sẽ có một cái nút. Tôi sẽ có cái giao diện như sau. Các bạn thích dùng cái gì dùng tất cả những thứ các bạn đã học nhé. Đây là số này. Đây là số này. Được chưa? Ở dưới này chúng ta có một cái nút là nút thêm. Và đây một cái nút là nút lưu. Được chưa? Khi mà bấm vào thêm, tự động thêm một cái số và một cái input vào đây. Được chưa? Tự động thêm vào đây. Xong chưa? Khi mà bấm vào lưu thì tìm cho tôi cái số lớn nhất ở trong cái tập giá trị này. Được chưa? Làm luôn. Tôi sẽ đẩy code lên.
Cái này dùng cả PHP, cả JavaScript. Có khó quá không? Khó quá ấy. Dùng gì có đi mà PHP cả nó có gì không? Khó. Làm cái giao diện gì cả. Làm mình hết chưa? Làm mình hết chưa? Dùng gì có đi mà làm nó dễ đấy. Hai cái đều là submit cũng chạy đâu. Phải đi chép của mình không có đâu này. Nó làm sai bé rồi này. Là chả chép. Giống nhau đến tương chỉ biết. Hả? Lỗi này. Và cũng đang trỏ vào trong L45. Xong này sửa máy index.pp ở ngoài app đâu. Dạo à. Đây này đường dẫn đây này. Đây là, đây này. Để nhá. Cái lô vào host này. Là nó trỏ vào trong cái thứ quán đâu bị chưa. Không có đề gì đúng không? Rồi. Tiếp theo mình không trỏ tiếp vào trong cái L45. Thấy không? Thì em phải vào trong này chứ. Đây chứ. Mở cái index ra chứ. Được chưa? Thì bây giờ em đang, nó sẽ tự động chạy vào file index.php. Vì bây giờ nó đang bị lỗi ở dòng số 8 này. Dòng này thì đây này. Đây nó có một phần xả lỗi. Thấy chưa? Tạo file khác để đặt vào. Đi lên.
Sao? Ở cái trang kia thì dùng JavaScript để bấm một cái nút lưu để sinh ra thêm một cái thẻ chút nữa. Sau khi mà bấm submit, bấm nút lưu thì submit cái phần đấy lên cái file PHP khác thôi. Lấy dữ liệu ra. Cho mày làm submit cái này hả? Một submit thôi, còn lại là button. Đấy là button. Dùng JavaScript để thêm, để append thêm dữ liệu cho mày. Bài này sẽ là bài tập về nhà nhá. Không làm được bài này thì mỗi người 20.000. Bài này là bài phải tích hợp. Tôi đã hướng dẫn cho đến tận răng rồi. Nên là không có chuyện cãi là không biết làm cái này. Tiếp pen trước đã làm rồi đúng không? Cái gì? Làm sao? Lưu đây này, lưu đẩy lên có phải là giống như này không? Lấy dữ liệu ra này, đúng chưa? Lấy dữ liệu ở tất cả những cái input kia ra, đúng chưa? Gửi toàn bộ dữ liệu đấy lên, xong rồi bây giờ file PHP để nhận dữ liệu này thì mình lấy ra ngoài này, xong rồi bây giờ mình lưu nó vào trong cái mảng nhá, xong tìm số lớn nhất ở trong cái mảng đấy, được chưa? Bài này rất khó cho nên là cố gắng ngồi và làm, mai lại đi học. Chiều mai học rồi này. Chiều nay phải kiểm tra đúng không? Chiều nay không có bài vở gì cả. Bằng mấy ở bên anh? Thu tiền được chưa? Đúng rồi. Ở lớp này không được phép sử dụng Facebook. Xem có bao tiền rồi. Trăm tám mươi nghìn đấy ạ. Bao nhiêu? 1 tháng 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 1